Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Ăn Vui. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình. Quý vị thân mến, không biết rằng vào mỗi buổi sáng thì thói quen của bạn là gì ạ? Không ít người tắt tiếng chuông báo thức đi rồi ngủ tiếp. Có người thì lại lăn qua lăn lại vài vòng trên chiếc giường ấm êm rồi mới có thể bắt đầu ngày mới. Lại cũng có người bật dậy, bắt tay luôn vào các công việc của mình. Tuy nhiên, tất cả các thói quen này đều rất có hại cho sức khỏe. Thay vào đó, việc tập luyện thể thao vào mỗi buổi sáng là điều mà các chuyên gia khuyến cáo nên thực hiện đều đặn mỗi ngày. Song, khi tiết trời bước vào mùa đông, cái lạnh khiến con người ta trở nên lười biếng hơn bao giờ hết. Vậy phải làm sao để có được một cơ thể khỏe mạnh mà không cần tiêu tốn nhiều thời gian tập luyện? Ngày hôm nay, Sống Ăn Vui sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một động tác tập luyện được nghiên cứu từ Đại học Harvard. Chỉ với 5 phút mỗi sáng, bạn không những có được cơ thể dẻo dai mà còn giúp đẩy lùi được các căn bệnh nguy cơ về tim mạch, đột quỵ và thậm chí là tiểu đường. Và đó là những động tác nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi! Không cầu kỳ, không tốn thời gian, không mệt mỏi, nhưng bài tập này mang lại hiệu quả thực sự và đã được kiểm chứng. Việc duỗi chân thường xuyên không chỉ có thể giúp giảm chuột rút và căng cơ, mà còn có thể là phương pháp bảo vệ cơ thể, chống lại bệnh tim và đột quỵ. Một nghiên cứu được công bố vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 của tạp chí Sinh lý học cho thấy rằng thực hiện động tác duỗi chân đơn giản có thể giúp cải thiện lưu lượng máu khắp cơ thể. Các nhà nghiên cứu chia 39 người khỏe mạnh thành hai nhóm, một nhóm không thực hiện bất kỳ động tác kéo giãn nào. Nhóm còn lại thực hiện 4 kiểu duỗi chân 5 lần một tuần trong 12 tuần. Các động tác kéo căng tập trung vào hông, đầu gối và mắt cá chân. Mỗi lần kéo căng được thực hiện trong 45 giây với thời gian nghỉ 15 giây. Sau đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng các động mạch ở cẳng chân của nhóm kéo giãn có lưu lượng máu tốt hơn và ít bị cứng hơn. Nhóm thực hiện luyện tập cũng có huyết áp thấp hơn vào cuối nghiên cứu so với kết quả ban đầu của họ. Nhóm nghiên cứu suy đoán rằng việc kéo căng phần thân dưới khiến các cơ đè lên các động mạch ở đùi và chân. Điều này làm cho cơ thể giải phóng các hóa chất làm giãn nở các động mạch để máu có thể lưu thông tốt hơn. Hiệu ứng này cũng tác động đến động mạch ở phần trên của cơ thể, vì những người tham gia cho thấy những thay đổi tương tự trong động mạch của cánh tay trên của họ. Các chuyên gia lưu ý rằng việc kéo dài chân có thể mang lại khả năng chống lại bệnh tim, đột quỵ và thậm chí là bệnh tiểu đường. Tất cả đều liên quan đến tuần hoàn máu. Họ cho biết thêm duỗi chân đặc biệt hữu ích cho những người có nguy cơ cao gặp vấn đề về vận động và không thể tập thể dục thường xuyên. Sau đây là những tác dụng của việc duỗi chân đã được kiểm chứng. Thứ nhất, điều trị chứng chuột rút ở chân và bắp chân. Trường Đại học Y khoa Thể thao Hoa Kỳ cho biết kéo căng cơ bắp chân và bắp chân có thể hữu ích trong việc kiểm soát các cơn chuột rút. Mặc dù chuột rút ở chân và bắp chân có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong ngày, nhưng chúng đặc biệt phổ biến vào ban đêm và sáng sớm, thường là kết quả của tình trạng về thần kinh hoặc động mạch. Các bác sĩ cho biết để kiểm soát những cơn chuột rút này, hãy rèn luyện thói quen kéo giãn từ 10 đến 15 phút nhằm vào bắp chân và chân mỗi tối trước khi đi ngủ. Thứ hai, kiểm soát đau cơ. Kéo giãn cơ bắp chân và bắp chân cũng có tác dụng trong việc kiểm soát đau nhức cơ bắp. Đau cơ khởi phát chậm là một loại đau cơ cụ thể thường xảy ra sau khi tham gia hoạt động thể chất, chẳng hạn như tập luyện sức bền, chạy bộ, nhảy hoặc đi bộ xuống đồi. Việc kéo căng các cơ 10 đến 15 phút trong quá trình tập luyện sau khi hoàn thành hoạt động có thể làm giảm các triệu chứng của đau cơ khởi phát. Thứ ba, duy trì sự linh hoạt của chân và bắp chân. Hội đồng Thể dục Hoa Kỳ cho biết cơ bắp được kéo giãn sẽ dẻo dai và cho phép tự do di chuyển nhiều hơn. Kéo giãn cơ bắp chân và bắp chân có thể giúp bạn đi bộ, leo cầu thang, cúi, vặn người và thực hiện bất kỳ động tác quan trọng nào khác trong cuộc sống hàng ngày dễ dàng hơn. Cơ bắp chân và bắp chân linh hoạt có thể hạn chế những chấn thương trong quá trình vận động. Người lớn tuổi và những người đã từng bị chấn thương cơ xương trong quá khứ là những đối tượng được khuyến khích luyện tập nhiều nhất vì nó thực sự sẽ cải thiện khả năng phục hồi của họ. Việc thực hiện động tác duỗi chân vào mỗi buổi sáng vô cùng đơn giản, nhưng điều này lại giúp bạn phòng chống được nhiều căn bệnh. Vì vậy, hãy dành 5 phút mỗi sáng của mình để thực hiện đều đặn bài tập này quý vị nhé. Bên cạnh đó, không ít người có những lối sống gây hại cho sức khỏe như bỏ ăn sáng, ngủ nướng. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài thì sẽ phá hủy đi sức khỏe của chính bạn. Vì vậy, việc tạo lập cho mình những thói quen lành mạnh hơn là điều hết sức cần thiết. Khi cơ thể tràn đầy năng lượng, bạn sẽ thấy cuộc sống hạnh phúc và bình an hơn rất nhiều. Dưới đây là 6 thói quen tốt bạn nên duy trì vào mỗi buổi sáng để có được một cơ thể khỏe mạnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất,
uống nước khi mới ngủ dậy. Trước khi ăn sáng, bạn nên uống một cốc nước lọc. Khi thức dậy, cơ thể luôn ở tình trạng thiếu nước. Nếu bạn chỉ ăn sáng thì không đủ bổ sung lượng nước đã thiếu hụt. Bạn nên để sẵn một cốc nước nguội được đậy kín ở bàn cạnh đầu giường để sáng dậy uống ngay. 500-800ml nước nguội sẽ bổ sung cho lượng nước đã mất và làm sạch đường ruột của bạn. Hoặc bạn có thể uống một cốc nước ấm vào buổi sáng và sẽ giúp bạn làm điều hòa và làm sạch hệ thống tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường trao đổi chất và tăng cường năng lượng. Uống nước vào buổi sáng khi dạ dày trống rỗng giúp điều hòa chức năng vận chuyển đường tiêu hóa, bạn sẽ cảm thấy hệ thống đường ruột di chuyển và các chất cặn bã trong đường ruột dễ dàng bị tống khứ ra ngoài, do đó các chất độc không bị hấp thụ và tồn đọng lại trong cơ thể. Uống nước vào lúc đói khi ngủ dậy giúp đào thải độc tố, tăng cường trao đổi chất, vì vậy thức ăn sẽ tiêu hóa nhanh hơn và được đốt cháy nhanh chóng tạo ra năng lượng. Uống nước nhiều kết hợp với chế độ ăn kiêng khoa học sẽ giúp làm giảm cân hiệu quả mà không có tác dụng không mong muốn như một số người thường uống nước giấm hay nước chanh. Thứ hai, ngồi thiền. Trước tiên, bạn cần đảm bảo không gian quanh mình thật yên tĩnh hoặc bạn có thể bật nhạc thật nhẹ nhàng, thư giãn. Thiền có nhiều cách ngồi, nhưng bạn phải đảm bảo yếu tố thoải mái và thư thái. Ngồi thẳng người, lưng thẳng không cong xuống, hai chân bắt chéo, hai tay để thoải mái trên đầu gối hoặc kết ấn. Nhắm mắt lại, hít thật sâu và thở chậm, thư giãn tinh thần và cơ bắp. Khi thiền định, bạn cần thả lỏng đầu óc, không nghĩ đến công việc hay nỗi lo trong cuộc sống. Nhiều người nghĩ ngồi thiền bất động không hoạt động thì chẳng có tác dụng gì cả. Thực tế tác dụng của ngồi thiền rất tự nhiên, nó ảnh hưởng tích cực đến thói quen và đồng hồ sinh học của bạn, giúp tinh thần thoải mái, bạn sẽ có những giấc ngủ ngon và sâu, thúc đẩy quá trình đốt cháy năng lượng khi ngủ, giúp bạn giảm cân nhanh chóng. Ngoài ra, động tác ngồi thiền đòi hỏi bạn phải căng các cơ, nhất là cơ đùi và vai, giúp cơ thể săn chắc và dẻo dai hơn. Thứ ba, tắm với nước ấm hoặc nóng. Tắm buổi sáng sẽ giúp định dạng hướng máu lưu thông một cách tốt hơn. Nước nóng có tác dụng co thắt các mạch máu, bao gồm tĩnh mạch, mao mạch và động mạch. Mạch máu nằm gần phía trên bề mặt của da có xu hướng co lại do nhiệt độ nóng hơn. Vì vậy, các độc tố sẽ giảm đi đáng kể và kích thích quá trình lưu thông máu trong cơ thể bạn, giúp cơ thể được khỏe mạnh nhất có thể. Kết quả nghiên cứu của Đại học Loughborough, Anh trên 14 nam giới cho thấy ngâm mình trong bồn nước 40 độ C giúp đốt cháy trung bình 140 calo, tương đương nửa giờ đi bộ, đồng thời giúp kiểm soát đường huyết. Theo các chuyên gia, tắm nước nóng làm tăng hàm lượng các protein giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Do vậy, đây có thể là giải pháp tiềm năng giúp điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa như tiểu đường. Thứ tư, ăn sáng đầy đủ. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng trong cả ngày, bởi sau một giấc ngủ dài, cơ thể rất cần dưỡng chất để nạp lại năng lượng cho một ngày mới. Không ăn sáng hoặc ăn quá sơ sài khiến cơ thể không thể cung cấp đủ lượng đường trong máu, gây cảm giác mệt mỏi, tinh thần không thể tập trung và phản ứng chậm chạp. Vì vậy, bữa ăn sáng của bạn cần được duy trì đều đặn và nên phối hợp với đầy đủ nhiều loại dinh dưỡng, vì chất lượng dinh dưỡng có liên quan chặt chẽ đến khả năng tư duy. Tuy nhiên, đừng đưa vào cơ thể quá nhiều thực phẩm giàu protein, chất béo, nhiệt lượng như phô mai, cánh gà chiên, các thực phẩm chiên rán khác, v.v. Bữa sáng quá nhiều dinh dưỡng sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, tổn hại đến cơ thể. Thứ 5. Massage mặt nhẹ nhàng. Massage mặt không chỉ giúp thư giãn, phục hồi tinh thần một cách mau chóng và hiệu quả, mà còn đem đến cho bạn một làn da khỏe mạnh, mịn màng. Da lão hóa nên chọn phương pháp xoa, vuốt và kéo nhẹ nhàng để giúp tăng cường trương lực cơ mặt. Da nhạy cảm, mụn, bạn nên chọn phương pháp massage ấn huyệt nhẹ nhàng, chủ yếu giải độc và dẫn lưu bạch huyết. Massage đúng cách giúp đưa máu đến nuôi tế bào nhiều hơn. Massage mặt thường xuyên giúp các cơ thịt không bị teo, tăng lực cơ giãn và cơ đàn hồi, tăng cường cơ năng thần kinh, kích thích máu tuần hoàn, giúp cơ được cung cấp đủ máu và chất dinh dưỡng. Bạn cần lưu ý da mặt vốn rất mỏng và nhạy cảm, nếu bạn massage mạnh tay da sẽ bị tổn thương, chảy xệ, kém săn chắc. Vì vậy, để đem lại hiệu quả tốt nhất, bạn chỉ nên massage một cách nhẹ nhàng theo hình tròn. Bên cạnh đó, massage quá lâu sẽ khiến da bị kích ứng, mất độ đàn hồi và chảy xệ. Với mỗi loại da, bạn nên massage trong quỹ thời gian như sau. Da nhạy cảm 5 phút một tuần, da khô đến thường 10 đến 15 phút, 2 đến 3 lần trên tuần, da dầu 8 đến 10 phút mỗi tuần một lần. Thứ 6, mở cửa sổ đón nắng sớm. Tiếp xúc ánh sáng không đủ trong buổi sáng có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học trong cơ thể bạn, ảnh hưởng tới chuyển hóa và dẫn tới tăng cân.
Ra ngoài trời vào buổi sáng, lý tưởng nhất là tập luyện nhẹ nhàng có thể giúp bạn giảm căng thẳng, cơ bắp vận động và giảm ăn vặt. Các nghiên cứu ngày nay cho thấy thiếu hụt vitamin D làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ruột kết. Một nghiên cứu được tiến hành trong 4 năm trên 1.179 phụ nữ sau mãn kinh đã đi đến kết luận rằng sự bổ sung vitamin D giúp giảm tới 60% nguy cơ mắc bất cứ loại ung thư nào. Quý vị và các bạn thân mến, duy trì những thói quen đơn giản mỗi ngày, chắc chắn rằng bạn sẽ cảm nhận được sức khỏe được cải thiện trông thấy. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có rất nhiều video hấp dẫn và bổ ích về kiến thức dinh dưỡng. Để tiếp tục đón xem, hãy click vào bên trái hoặc bên phải của màn hình. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.